Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau đây thì tôi sẽ giới thiệu đến với các bạn một cái tính năng khá là hay trên những chiếc xe Toyota Hilux và một số xe như là Fortuner của bên Toyota. Đó là tính năng Follow Me Home, tức là cái đèn của mình nó sẽ bật sáng trong vòng 30 giây để chúng ta có thời gian thấy đường đi vào trong nhà. Đây thì ví dụ như là xung quanh bây giờ, khi các bạn lái xe về nhà và vào gara vào ban đêm đi, thì sau khi chúng ta tắt động cơ thì đèn nó sẽ tắt và xung quanh nó sẽ tối đen như mực. Như vậy các bạn sẽ không thấy đường vào. Thì xe Toyota thiết kế tính năng Follow Me Home bằng cách là chúng ta kéo cái cần bật đèn, kéo về phía người lái một lần, kéo về đó là như các bạn thấy ngay lập tức là đèn chiếu sáng nó sẽ sáng, và nó sẽ sáng trong vòng 30 giây để cho chúng ta đi vào nhà. Đó. Rồi chúng ta kho cửa và đi vào nhà. Và như vậy là chúng ta sẽ chờ trong khoảng 30 giây thôi các bạn. Đó, như vậy là xe đã tắt đèn một cách tự động. Một tính năng khá là hay trên những mẫu xe Toyota, bao gồm Hilux, Fortuner hay Innova. Đấy, đây là một cái clip ngắn để giới thiệu tính năng này thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.